Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, được sự tín nhiệm của Hội Chữ Thập Đỏ giao nhiệm vụ cho chúng tôi phục vụ văn nghệ trong buổi hội nghị ngày hôm nay. Chị em chúng tôi, những người yêu ca hát thuộc câu lạc bộ Thái Thị, hôm nay sẽ đem đến phục vụ quý vị một chương trình văn nghệ gồm 6 tiết mục với nội dung là phát huy tuyên truyền về Hội Chữ Thập Đỏ và nói lên tình yêu quê hương đất nước. Trong chúng tôi có những cái bài chúng tôi vì phục vụ thời sự, như cuộc hội nghị ngày hôm nay chúng tôi vừa mới hoàn thành, có thể có những sai sót, mong quý vị hiểu thứ và cổ vũ cho chúng tôi để hoàn thành nhiệm vụ. Sau đây chương trình xin được giới thiệu bởi MC Thanh Huyền. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các vị khách quý, thưa toàn thể các anh chị em, các cô, các bác có mặt trong khán phòng hôm nay, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt các anh chị em trong đội văn nghệ gửi tới các đại biểu, các quý khách cùng toàn thể hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chào trân trọng nhất. Sau đây, chương trình văn nghệ chào chúc mừng lễ kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2020 và tổng kết công tác năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ 2021 của Hội Chữ Thập Đỏ phường Thịnh Quang xin được bắt đầu. Mở đầu chương trình, bài thứ nhất, Đồng Tình Nhân Ái, đồng ca nam nữ trình bày sáng tác của chị Kim Yến. Thank you.
đấy. Tiếp theo chương trình, thầy Kinh sẽ trình bày bài Thương về sứ nghệ sáng tác của Tông